Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Sài Bình Dững. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật giá sài Đài Loan cho các bạn được nắm nha. Thì em mình vẫn là tiếp tục thu mua sài tại vườn khu vực Đồng Tháp. Giá sài Đài Loan hôm nay là sài vàng nhất là 36.000, vàng nhì là 13.000, xanh nhất là 20.000, xanh nhì là 10.000. Mình xin nhắc lại nha, giá sài Đài Loan thu mua tại vườn vàng nhất là 36.000, vàng nhì 13.000, xanh nhất là 20.000 và xanh nhì là 10.000. Thì anh em nhà vườn nào ở khu vực Đồng Tháp hoặc là An Giang có sài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em mình. Mình ghim trên màn hình nha các bạn. Thì hiện tại cũng có một số đò không gọi là 100% đò hoạt động nha các bạn. Khoảng là 50%, 50-60% là đò từ Đồng Tháp qua An Giang đã hoạt động. Thì chỗ em mình nếu mà những khu vực nào gần gần thì ở An Giang thì cũng sẽ mua nha. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán sài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em mình. Thì sáng hôm nay cũng tranh thủ cập nhật giá sớm các bạn ơi. Thì tình hình thì giá sài chắc là nó cũng không có nhóng lên gì đâu các bạn. Thì đây tầm đây tới trước 20 tây thì giá nó sẽ có thể là nó sẽ cầm ở mức giá này. Còn nếu mà nó có lên thì cũng cho 1-2 ngàn thôi các bạn ơi. Thì hiện tại một số khu vực mình thấy cũng giá sài nó hơi giảm xuống đó các bạn, nhưng mà chỗ mình thì vẫn giữ cái mức giá đó nha. Thì bởi vậy trong thời điểm nhiều khi là lúc thì ở chỗ mình giá nó cao, lúc thì giá nó thấp hơn chỗ khác, nó cũng không có biết được các bạn ơi. Cũng phụ thuộc vào dựa người ta có cái nguồn ga như thế nào thôi, người ta có đầu ga ra sao nên người ta cho cái giá mình mua nó như vậy các bạn. Thì chủ yếu là em mình có thể là giao 1-2 dựa gì đó quen thôi, 1-2 hoặc là 3 dựa gì đó quen đó. Nhiều khi những dựa ăn cao nhưng mà cũng không dám giao các bạn. Thì các bạn nhà vườn cũng thông cảm nha, đôi lúc thì giá nó cũng không được tốt. Thì video hôm nay mà mình chủ yếu cập nhật giá sài Đài Loan đó các bạn. Những anh em nào mà mới vào mà cái kênh của mình mà xem giá thì nhớ đăng ký kênh và nhấn cái quả chuông thông báo đó các bạn, để khi mà mình ra video mới thì các bạn có thể là nhanh chóng cập nhật rồi xem được, khỏi phải mất công tìm kiếm nha. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.